Xin chào các bạn. Hôm nay cùng vào bếp với hai mẹ con mình làm món chanh chép xào lá quế nha. Đây là một ký chanh chép nè, con to lắm các bạn. Đây là chanh chép dùng nước mặn, chanh chép xong cho nên nó rất là ngon, thịt nhiều lắm. Đây là nguyên liệu để làm cho món chanh chép xào lá quế. Mình gồm có dầu hào, tương ớt, tiêu, bột ngọt, hạt nêm, đường, muối. Để hồi mình làm muối tiêu chanh mình ăn á, dầu ăn. Đây mình có 50g lá quế, 2 cọng sả đập dập cắt khúc và 1 tép tỏi nha. Và đây là 2 muỗng canh củ trắng nha. Và 1 trái ớt sừng nha. Mình bắt chảo nước lên bếp nè, mình cho ít nước thôi nha, để mình trụng chanh chép cho nó sạch đó, cho nó khử cái mùi tanh của nó. Chanh chép này là mình đã rửa sạch rồi nè, mình ngâm với vài lát ớt để cho nó nhả sạch nhớt á. Giờ mình sẽ trụng sơ nữa là mình đem xào cho nó nhanh hơn và nó ngon hơn, sạch cát. Nước đã sôi rồi nè các bạn, mình sẽ cho xả vào nha, sả đập dập và 2 muỗng canh củ trắng. Rồi mình cho chanh chép vào mình trụng nha. Để nắp lại để cho sôi lên lần nữa là mình vớt chanh chép ra. Chanh chép trụng như vậy là được rồi nha. Giờ mình sẽ xúc ra gỗ để gáo nước. Rồi mình sẽ đi xào. Trụng bằng rượu và sả này nó thơm lắm các bạn. Bắt chảo dầu lên bếp, cho dầu nóng, mình cho tỏi vào nha. Khi cho thơm tỏi mình cho chanh chép vào. Gia vị luôn nha. Một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, khoảng 1 muỗng cà phê dầu hào nha. Cho 1 muỗng cà phê tương ớt vào. Mình cho ớt sắc lát vào nha. Bạn nào không ăn cay được thì mình có thể không cho ớt cũng được.
Khi nãy mình có trụng sơ rồi, bây giờ mình sẽ cho lá quế vào và nhấc xuống nha. Tắt bếp để cho lá quế của mình nó không bị úa đó. Nếu mà các bạn để sôi quá thì lá quế nó sẽ bị úa. Giờ mình bắt đầu đi làm muối tiêu chanh nha. Mình cho khoảng 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi, một chút bột ngọt vào. Nặn miếng chanh vào nha. Chỉ trên chép xào lá quế mình, hai mẹ con mình đã làm xong rồi nè. Giờ mời các bạn cùng ăn nha. Thịt quá nhiều luôn nè. Cái này chỉ bóc tay thôi chứ không dùng đũa được đâu. Chấm muối tiêu chanh. Thịt ngọt quá các bạn. Sạch với ớt đó, cho nó sạch nhớt. Xong mình còn trụng lại với rượu và xả nữa, cho nên thịt nó không có bị tanh mà nó sạch bên trong nữa. Bên trong thịt cái con nó mập ú luôn. Xào nó thấm gia vị, nó ngon. Vừa ngọt của chanh chép mà vừa thấm gia vị. Cà cay của ớt. Ở vùng Nam Căn Cà Mau mình, người ta hay đi ngoài sông người ta bắt con này nhiều lắm để người ta bán lại.
trên bếp này các bạn có thể nấu cháo hay nướng mỡ hành đều ngon. Nhưng mà nếu không có thời gian thì mình xào lá quế là nhanh nhất. Video hai mẹ con mình xin chào tạm biệt các bạn nha.